chào chị ha. Dạ chào em. Thì bữa nay cũng có duyên thì em chị muốn kết nối yêu thương ha. Dạ. Dạ bây giờ chị giới thiệu tên rồi địa chỉ, chị ở đâu? Chị tên tên Út, ở khu vực Bạch Vàng, phường Thới Long. Quận Môn. Thành phố Cần Thơ. Thành phố Cần Thơ. Chị năm nay nhiêu tuổi rồi? Chị năm nay 54 tuổi. 54 tuổi. Em chị dặm thấy chị còn quá trẻ. Rồi bây giờ chị muốn kết nối yêu thương, chị kể công việc của chị đi. Công việc hiện tại chị làm gì? Thì công việc hiện tại chị thì nội trợ thôi, là nội trợ chị mua bán. Buôn bán ha. Bán cái gì chị? Thì thường thì có nhỏ con gái nó có cửa cái công ty ở dưới Cần Thơ á. Thì một tuần thì chị còn bà mẹ 90 tuổi rồi, cũng ở nhà thì nuôi bà mẹ. Rồi một tuần thì xuống dưới bán tiếp đó. Nó có công ty điện máy. Điện máy xanh hay Điện máy bán tủ lạnh, máy giặt, tivi đồ. Cái đó của nhà mình hay gì sao? Cái công ty của con gái luôn. Con gái luôn ha. Vậy là chị con gái có chồng chưa? Có chồng rồi. Gái Út. Gái Út. Vậy chị con gái thứ ba thì làm điều dưỡng ở bệnh viện Hoàng Mỹ. Dạ. Còn thằng trai thứ hai thì đang đi giao hàng cho nhỏ gái Út. Là tổng cộng chị mấy đứa con? Ba đứa con. Rồi ông xã chị sao? Ông xã chị mất tháng 11, mình là 9 năm rồi. 9 năm nay. 9 năm nay không có anh nào rước. Không anh nào chứ. Tại chị làm gì không có duyên cái gì. 9 năm nay chưa có ông nào, nhưng chưa có người yêu luôn. Dành chị đẹp mà. Chứ đâu có xấu đâu. Chứ đâu có xấu đâu. Ngoài hay là chị kén? Cũng không kén gì, mà tại chị cũng hơi sợ. Tại vì ông chồng hồi đó ông nhậu mà như là cái dạng là ông hơi bó buộc chị, là không có được mà đi chơi như bạn bè khác này kia, ra ngoài này kia. Sao giờ chị sợ á, nhậu nhiều lắm luôn. Coi như là chị thường ta nói là đạp vô dưa chấm vô dừa như vậy. Thì đó, chị sợ gặp người như ông nữa chắc cái đời chị khổ luôn á. Cho nên chị không dám thôi, chứ không phải là không ai mà muốn thích chị mà chị không có chịu. Không mà nói chung là chị đừng có nghĩ gì đời giờ, chị nghĩ thoáng đi. Không phải ngày xưa, nói tiếng mình thích thì mình đến thích thôi, bình thường. Tại vì đây giờ là nó thoáng hồi xưa rồi, mà không lẽ chị xui sao mà chị phải gặp biết đâu được. Chị sợ chị xui chị dính vô gì nữa chắc chị chết luôn quá. Thì mình cảm thấy bây giờ đâu có đâu, bây giờ cảm thấy mình hợp thì mình ở, không hợp thôi. Chứ đâu có bó buộc gì đâu. Mình có xui có da rồi là hợp ở không hợp thôi, nó hơi kỳ không, lắm. Không thì bởi vì bây giờ mình kiếm người nào phải là ở suốt đời luôn. Thì đó. Bây giờ á là ý em nói đó, thì mình kiếm là em nói là chị nghĩ thoáng, là đừng có nghĩ mà bó buộc như chồng trước nữa, ông xã trước chị nữa, đúng không? Vì sợ gì vậy rồi chị mới không muốn đi kiếm một người một anh nào nữa. Thì đó, chị sợ vậy thôi. Chứ giờ đã giờ nó cũng bình đẳng rồi. Mình không có chồng thì mình cứ đi quen bạn bè chuyện bình thường. Bây giờ tính tình chị làm sao thì chị kể ra đi cho những mấy anh mấy chú. Tính tình chị thì cũng vui vẻ lắm, mà muốn cái anh nào mà cũng như là không hút thuốc. Với thì ông chồng của chị là nhậu lắm đó, chị cũng sợ cái nhậu đó. Sợ nhậu. Nếu có nhậu thì đám tiệc nhậu ít thôi cũng được, mà như đừng có nhậu như ông chồng của chị, 12 giờ khuya còn thức canh rửa chén. Trời ơi. Đó, mấy công an ha, đi làm về là điện về đây là chị phải làm đồ mồi nhậu tới 12 giờ khuya luôn. Nó chị sợ đó, cho nên chị sợ, chị không dám tới giờ 9 năm không dám, chứ không phải là không có ai. Yeah. Như người ta cũng ngỏ người ta tới mà chị không có dám. Sợ như vậy đó. Mà có anh nào mà nhậu ít á, như là đám tiệc nhậu chị mới chịu, chứ thôi là nếu nhậu là chị không có chịu nữa rồi. Nói chung là nhậu là phải có giới hạn. Thì đó, thì đám tiệc 1-2 ly bia ai mà không có. Chứ mà nhậu mà hàng nhậu ngày mà chị sợ lắm, chị sợ hàng ngày chị sợ. Nó tóm tắt lại là chị cũng không thích nhậu gì mấy. Không thích nhậu mà không thích hút thuốc nha. Tại ông chồng chị đó không hút thuốc. Nó hồn thuốc chị khó chịu hơn sao? Tại vì ông chồng trước đâu hút thuốc đâu. Có nhậu có hút thuốc không? Rồi bây giờ chị muốn kiếm một anh sao, chị kể đi cho cái người anh người chú đó có biết về cái tiêu chuẩn đang hoa. Thì kiếm một người thì cũng như là biết thương chị này kia. Đó. Chở gì già sau này hai đứa con cái nó cũng có nơi có chỗ hết rồi. Nó cũng đâu có nuôi mình được tới già đâu, phải không? Đúng rồi. Kiếm người nào mà để thương
chị tới suốt quản tới chị chở gì sao thôi. Chứ con cái của chị là ổn định hết rồi. Còn vật chất. Vật chất thì cái tuổi của chị với tuổi anh đó thì phải có mớ số chú vốn không lẽ không có, ví dụ đi. Mình khỏi nữa. Mình không có đòi hỏi gì mà như là cái từng tuổi này là phải người nào cũng có phải có vốn rồi đó. Phải không? Mà có khi người ta không có thì sao? Đâu phải người nào không có. Phải có mới vốn mới được. Chị cũng có, người ta phải có mà mới trở về sau hai đứa sống mới được. Ví dụ chứ không phải là mình đòi hỏi là cái tài sản của người ta. Ý là chị nói vậy chứ từng tuổi này phải người nào cũng phải có vốn rồi, phải không? Rồi lỡ như cái người đó mà cái này em thí dụ thôi, người lỡ người đó thì chị thấy vừa ý đi, thí dụ nha, mà người đó không có gì hết rồi sao? Không có phải có mới được, phải có chút ít mới được chứ. Nếu không có chị nói như chị mừng mướn có được. Chị nói ngay nào giờ buôn bán thì chị làm nha, cực khổ một cách mấy chị làm được, mà có cái mừng mướn chị mà không có được. Coi như là chị bán cái gì cũng được hết. Bây giờ đó, bây giờ như anh đó mà có cái quán hay là hoặc cái gì là chị làm được hết rồi. Quán cà phê hay là này nọ chị thường đi nấu đám được mà. Nấu 30 mâm chị nấu được. Vậy là nói chung ra là cũng ý chị là cũng thích, không cũng có, thích làm lắm á, cũng không có tài sản, không cần tài sản nhiều mà như có chút đỉnh để mà buôn bán, để buôn bán thì chứ bây giờ tay không thì chị không có thích. Tay không rồi làm sao? Cái từng hướng này là phải có vốn rồi đó, phải cũng có phải chút ít vốn mà phải bằng ăn ít chứ nhiều thôi ha. Vậy đó mà nói chung là chị là không cần đòi hỏi mà phải có tài sản nhiều vậy, phải vậy có đó. Vốn chút vốn đang mà hai người nhập lại sao để sao chỉ gì làm sống mới được. Đang mà mình kiếm cái công việc gì, công đó, việc gì làm để nuôi về tuổi già ha. Dạ. Thì hôm nay Tiến cũng kết nối yêu thương lần đầu tiên cô chú ơi, anh với em thì có sơ suất gì thì nên thông cảm cho Tiến với chị nha. Thì mong rằng cô bác anh chị em nào có ủng hộ Tiến thì nhớ liên hệ với Tiến nha. Tiến có để trên số điện thoại trên màn hình đó, thì có anh chị em nào có muốn kiếm một người bạn đời đang mà trở về già hữu hỷ thì hãy liên hệ với Tiến qua số điện thoại thì Tiến nữa để số điện màn hình. Thì hôm nay thì Tiến chia sẻ về chị Út. Chị Út mà nãy nói như tôi 54 tuổi đó, thì chị chồng chị đã mất lâu rồi, năm nay cũng 9 năm rồi mà chưa có mảnh tình nhất giai. Chị Út muốn kiếm bờ dai để nương tựa chứ gì sao. Mà chị muốn có bờ dai bự hay bờ dai nhỏ? Bờ dai hả, cũng vừa thôi. Vừa thôi hả? Chị muốn cái bạn đời mình sau này cao lùng mập ốm gì đó thì cũng thích vừa đó. Thôi chứ cũng vừa như chị vậy thôi. Chị cao mấy mấy? Chị không biết mét mấy nữa, chị không có không chị, biết nữa. Chắc em đỡ chắc chị cũng khoảng mét 50 mấy ăn lên à, 56 à. Không biết, không chắc có 56 à. Chị có một nụ cười rất là đẹp nha. Chị cười lên là rất là đẹp. Tuy rằng chị em năm mấy tuổi mà cười rất là đẹp luôn. Thì Tiến thông qua clip này thì coi có anh chàng nào có hợp ý, hợp với tấm tình của chị thì hãy liên hệ với Tiến nha. Thì nãy chị kể tấm tình chưa cơ? Dạ, tính tình chị thì cũng vui vẻ lắm. Có nóng nảy hay là quạo quọ gì không? Chị cũng không quạo quọ gì mấy mà ai vui vẻ chị thích à. Còn coi như là chị một người là dễ gần gũi hay sao? Dễ gũi là sao? Coi như là dễ hòa đồng, gặp ai cũng mình gì đó, gặp ai là cũng thích chuyện, rồi nói chuyện là mình thích với nhau à. Coi như là mình gặp một người lạ đi thì mình cũng dễ nói chuyện, hơi là tiếp xúc hơi là thấy mình cảm mến là mình nói chuyện với người đó. Còn người nào mà nói chuyện thấy không cảm mến là chị không thích vậy đó. Chứ thấy từ giờ thấy Tiếng là chị thích rồi đó. Thấy vui vẻ mà cười cũng không, có duyên chứ bộ. Nói chung ra em thì cuộc sống em nghĩ em vui vẻ lắm nên không có thích buồn phiền. Ai nói gì nói thì mình cảm thấy mình vui là được rồi. Còn người ta cứ nghĩ sao bản chất mình thì kệ người ta. Thì thấy bề ngoài thì thấy Tiếng là thấy vui vẻ đó. Chị từ giờ chị cũng thích chứ bộ. Cảm ơn chị nha. Tiếng cũng mong rằng hôm nay Tiếng chia sẻ cái clip mình lên
cộng đồng mạng thì có anh chị em nào trong nước và ngoài nước thì có cảm thấy mà tính của chị hợp với anh nào đó thì hãy liên hệ qua số điện thoại của Tiến nha. Thì Tiến kết nối cho hai người. Thì Tiến cũng mong rằng Tiến làm clip đầu tiên này, mới nãy là người nãy là cũng chị em hay sao? Chị em ăn gì? Chị em ăn gì? Thì cái này là hai chị em ăn gì nha. Thì một người thì con người thứ tư, người con thứ năm. Chị con người thứ tư, con người thứ năm. Chị Kiều nãy là con người thứ tư. Rồi là hai chị em thì Tiến kết nối yêu thương hai chị em cùng một lúc. Thì Tiến mong rằng là có anh nào học với tính tình của chị nào thì liên hệ với Tiến nha. Tiến cũng mong rằng đến lúc đầu tiên thử coi có anh nào rước chị gì nào. Mà giờ em cũng hỏi là chị muốn ở đây hay là muốn đi theo anh đó? Muốn bây giờ không mua đi theo cũng được, như là mình tết lui thôi. Được vậy. Tại mình còn mẹ mà. Vậy là còn nuôi rồi, mẹ 90 tuổi mà. Chị quên đó, chị nãy là quên hỏi chị là chị có mấy anh em? Có mình anh mình anh chị. Vậy là ba mẹ chị sinh ra là sinh có mình anh chị luôn, bây giờ phải nuôi mẹ chứ. Thì đúng rồi. Đó. Thì chừng nào mà mẹ mất rồi mình đi qua bên kia mình đỡ cũng được, mà như giờ còn bà mẹ đâu có đi được. Không, mà nếu mà không có anh em có anh chị thì anh đó cũng nên về đây ở. Không, đây cũng còn thằng trai. Thằng trai. Trai chị ha. Trai thứ hai. Thì chị kể hoàn cảnh của chị, nhà cửa, nghề nghiệp thì chị cũng đã kể hết rồi. Thì hoàn cảnh nghề nghiệp chị thì ổn định rồi đó. Mà tại vì ổng mất thì chị cũng sợ cái là giống nhậu nhẹt này kia, chị không có muốn để anh nào thích, chị cũng không muốn chứ. Tại vì chị từ chối hoài, chị nói nè, chị nói gì ai cũng cười chứ. Chị nói trời ơi, chị mới ra tù đi hả, bây giờ cho chị vô tù nữa có ai muốn không? Cái ai cũng cười chứ. Nói không lẽ anh vậy sao? Không lẽ anh vậy nữa sao? Ai hỏi chị cũng nói vậy đó. Chị nói thôi để cho chị ở ngoài chơi thời gian đi, chứ mới vô tù đi, giờ trở ra nữa, rồi giờ trở vô cái nữa chắc khổ lắm. Chị nghe cái tiếng nó có nhiều anh hiểu lầm đó nha. Thì vô cái vô tù là như hoàn cảnh quá khổ y gan như trong tù đi. Chứ không phải là chị đi trong tù chị làm cái phạm lực gì mà để chị ở tù, phải không? Chứ đừng mà có nghe nói bộ chị ở trong tù mới ra thiệt đó nghe. Chứ không phải là chị phạm lực gì mà để chị ở tù. Chị phải nói rõ. Nói rõ cho mấy anh nghe nha. Để nhiều người, tại vì trên mạng nè cũng có nói chung ra là nhiều ý kiến khác nhau, và có khi người ta nghe không ta rõ. Nghe, ta làm ta tưởng mình trong tù mới ra. Chị là cũng như chị khổ thêm chồng nhậu rồi chị nói là chị ở tù thôi, chứ không phải là chị ở trong tù chứ mấy ra. Chị nói vui chơi vậy thôi. Ý chị nói là lúc trước là có một người chồng như vậy là chị sợ. Sợ, chị sợ, chị không dám bước thêm bước nữa. Bây giờ chị nói chị sợ thôi, chứ đừng nói chị cái tiếng kia. Vậy đó. Bây giờ chị thì sợ bước thêm sợ một bước nữa. Bước nữa là nhậu chị sợ thôi. Giống như ông xã trước. Vậy đó. Là nên chị sợ. Đó, thì có mấy ông anh nào, ông chú nào thì có thấy bản chất tính tình của chị dễ thương hay là tính tình sao đó, nếu có hợp với mấy anh hay là mấy chú thì liên hệ số điện thoại Tiến. Thì hôm nay Tiến cũng kết thúc video nè. Tiến cũng chúc cô chú và các anh chị em một buổi trưa vui vẻ, vạn lành, hạnh phúc nha. Làm ăn phát tài. Tiến chào cô chú, chào cô chú anh chị. Chị cũng cũng chúc cộng đồng mạng vui vẻ và nhiều sức khỏe. Chị lên hình chị cười rất là đẹp, cô chú anh chị em.